Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh bài nối vòng tay lớn điều disco thêm 135 tông la tứ. Bây giờ mình sẽ đánh màu cả bài. Let's go. Giờ mình sẽ đọc bước tinh cho là mi mi re do si la thứ là do do si la son son đô trưởng mi 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 si la si mi bảy là mi mi re do si la thứ là do do si la son 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 trưởng mi thứ do si la thứ. Đọc lại lần là mi mi re do si la thứ là do si la son son đô trưởng mi si la si mi bảy là mi mi re do si la thứ là do si la son 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 trưởng mi thứ do si la thứ. Giờ mình sẽ nói lại cho nước trong bài. La mi la trưởng re do la son mi do la. Đọc lại la mi la trưởng re do la son mi do la. Tiếp tục la son la re thứ re do mi do la. Đọc la thứ. Đọc là la son la re thứ re do mi do la trưởng xin lỗi la thứ. Tiếp tục re son mi đô trưởng do si la thứ là re thứ do re mi do la thứ son mi. Đọc lại là re thứ do mi do la thứ son mi si son trưởng si re si la mi thứ son la thứ. Đọc lại mi si son trưởng si re si la mi thứ son la thứ. Đọc lại cả bài la mi re do la son mi do la son la re do mi do la thứ re son mi do si la re do re mi do la son mi si re si la điệp khúc là mi re do si la thứ là do si la son son đô trưởng mi si la si mi bài là mi re do si la thứ là do si la son 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 trưởng mi thứ do si la
La thứ. Đoạn này thì giống intro nên mình sẽ đọc sơ qua. Còn đoạn C, còn đoạn B thì giống đoạn A. Giờ mình sẽ đánh lại cả bài một lần. Let's go. Let's go!